Các chế theo dõi chuyện thì đừng tiếc một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Let's go! Hải thần các! Cậu chờ ở đây, ta lập tức triệu tập hội nghị hải thần các. Vâng! Huyền lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Hửm, Vũ Hạo. Chào các vị túc lão, sư huynh, sư tỷ, tiểu sư đệ. Đại sư tỷ, đại sư huynh, tiểu sư đệ, cậu vì Đường Vũ Đồng mới quay lại nhỉ? Không phải, lúc tôi đến thì không hề biết cô ấy ở đây. Chúng ta hợp trước đi. Được. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo kể lại những gì trải qua sau khi cậu ấy tòng quân. Mọi người cho rằng học viện lên làm thế nào mới có thể ổn định cục diện. Thực lực Thiên Hồn Đế Quốc không tầm thường, lại có bản thể tông hỗ trợ. Nếu thật sự ra tay thì trong thời gian ngắn nhất Nguyệt Đế Quốc sẽ không vớt được lợi lộc gì. Ta cho rằng trước mắt chúng ta lên dĩ bất biến ứng vạn biến. Cùng lúc với tăng nhanh phát triển bản thân thì cố gắng có được càng nhiều tin tức ở tiền tuyến hơn. Sau đó lại định đoạt bước tiếp theo. Ta tán đồng với ý kiến của Tống Lão. Hơn nữa bây giờ hồn đạo khí có tác dụng ngày càng lớn trên chiến trường. Chúng ta nên đầu tư vào đường môn và hồn đạo hệ nhiều hơn. Sử Lai Khắc chúng ta cũng cần có quân đoàn hồn đạo sư của riêng mình. Ừm. Bối bối, phía đường môn các cậu bây giờ có thể dùng được bao nhiêu bộ hồn đạo khí? Nếu dốc hết sức sản xuất và bồi dưỡng thì đại khái là trong 3 tháng. Có thể võ trang cho đội ngũ 500 người. Có 500 người. Ta nhớ ban đầu pháo đài di động trên mọi địa hình của đường môn cậu đã có thể vũ trang cho hơn 100 người rồi. Tống lão, vũ khí mà bây giờ ta nói cần phải điều phối sắp xếp ở mọi phương vị. Hơn nữa còn cần cố gắng sắp xếp cho hồn sư có tu vi mạnh. Hồn sư? Đúng thế, lúc đầu Vũ Hạo nói rất đúng. Hồn sư có võ hồn của mình, đây là ưu thế bẩm sinh. Căn cứ vào võ hồn của mỗi hồn sư, thầy Hiên sẽ đích thân chế tác trang bị. Phối hợp với sức mạnh của võ hồn của bản thân mình, thực lực tuyệt đối không kém gì hồn đạo sư bình thường. Nói vậy thì, các cậu muốn tọa ra một đoàn đội hồn đạo sư có lý tưởng hoàn toàn mới. Tính thêm ta thì thế nào? Chúng tôi cũng rất mong có cường giả như ngài gia nhập. Vấn đề là hiện tại thời gian không cho phép. Tại sao? Thực lực của ngài quá mạnh. Ồ, để đủ số lượng thì bây giờ chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể điều phối cho hồn sư cấp bậc hồn đế. Hồn sư có cấp bậc cao hơn sử dụng thì uy lực của hồn đạo khí không đủ nữa. Có điều đừng nản lòng, thầy Hiên đã bắt đầu thử chế tác hồn đạo khí cấp 9 rồi. Tin rằng sau này mỗi người chúng ta đều có thể được trang bị hồn đạo khí thích hợp với mình. Được rồi, lại nói, sư đoàn hồn đạo có lý tưởng hoàn toàn mới lợi hại như này. Huyền lão, ngài đặt tên cho họ, thế nào? Vậy lấy đường môn làm tên, gọi là hồn đạo sư đoàn đường môn đi. Huyền lão, thế sao được? Nghiên cứu hồn đạo khí của đường môn đều là có được từ sự ủng hộ tài nguyên của học viện. Đường môn sao có thể để tên như thế được? Tên chỉ là một biệt hiệu. Hơn nữa đường môn cũng đã dành trọn tâm huyết vào. Thầy Hiên cũng là vì đường môn mới kết duyên với chúng ta. Cậu cũng không cần do dự chuyện này, gọi là quân đoàn hồn đạo đường môn là được. Tên đơn giản, nhưng hy vọng nó có thể luôn tồn tại. Đoàn đội này sau này cũng sẽ do đường môn cậu chỉ huy. Cho dù các cậu là một phần kế hoạch bồi dưỡng đơn binh cực hạn ban đầu, tương lai có lẽ sẽ phải dựa vào các người để cố gắng xoay chuyển tình thế đấy. Vãn bối cảm ơn Huyền lão đã tín nhiệm. Đường môn nhất định sẽ dốc hết sức, không phụ ủy thác. Ừm, chuyện này, Lâm Nhi, Đa Đa, hai người các ngươi làm đi, Thiếu Chiết, phía ngươi cũng cần phối hợp. Phái thêm vài thầy giáo đến phía đường môn, giúp họ huấn luyện sư đoàn hồn đạo sư này. Nếu như đã dốc toàn lực, thì chúng ta cần bồi dưỡng ra sự tồn tại vượt qua Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vũ Hạo, cậu ở lại, còn có chút chuyện. Hải thần các. Huyền lão ngài nói đi. Vũ Hạo tiếp theo e là cậu vẫn cần quay về tiền tuyến. Huyền lão, ý của ngài là, bây giờ chúng ta bắt đầu chi viện cho Tinh là sao? Cũng không tính là chi viện. Học viện không thể thiên lệch, nếu không sẽ bị chỉ trích. Một mặt, cậu lại xuất thân từ Tinh La, đây là tình cảm với đất nước. Một mặt, nếu như có cơ hội, ta hy vọng cậu có thể tìm hiểu bí mật của hồn đạo khí tử thần. Đây không chỉ là việc có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng. Đối với Tinh La, Thiên Hồn, Sử Lai Khắc, mà còn là đối với cả đường môn. Vâng, em biết rồi. Đúng rồi, về đường môn tìm Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cùng đi đi. Phía học viện cũng sẽ phái một người cho cậu. Cậu thấy Đường Vũ Đồng thế nào? Không phải cô ấy đến ứng tuyển làm giáo viên sao? Có vấn đề gì không? Yên tâm đi, cô ấy đồng thời cũng ứng tuyển đoàn kiểm tra của Sử Lai Khắc. Lần này học viện sẽ lấy lý do em là chủ khảo để cô ấy đi cùng cậu. Cô ấy cũng có cấp bậc hồn thánh, thực lực tương đối mạnh.
Còn về chuyện giữa các cậu thì phải dựa vào sự nỗ lực của cậu rồi. Cho dù cô ấy và Đông Nhi không phải là một người, ta tin với sự ưu tú của cậu thì cũng có thể theo đuổi được cô ấy. Nếu như cô ấy không phải là Đông Nhi, vậy thì mình còn theo đuổi gì? Học viện sẽ làm một văn kiện giới thiệu các cậu trực tiếp đến gặp Bạch Hổ công tước. Các cậu trực tiếp phối hợp với ông ta tiến hành hành động là được. Vâng. Đường Môn, tiểu sư đệ. Vũ Hạo, cậu về rồi. Sư tỷ, tiểu tử thối, cậu định làm gì? Đương nhiên là muốn chào hỏi các sư tỷ rồi. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Đừng hòng, không ôm thì không ôm mà. Tiểu tử, cậu có Đông Nhi, Thu Nhi, Đường Vũ Đồng, chị em sinh ba rồi mà còn chưa đủ sao? Ây dô, cậu nghĩ gì thế, còn sinh ba? Không dám, không dám. Cho dù là sinh 10 thì cũng không thể so với nam nam của tôi. Cậu còn chảy nước miếng đúng chứ? Cậu xem tiểu tử cậu. Vừa về đã gây ra mâu thuẫn cho gia đình tôi rồi. Ha 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 ha. Tiểu sư đệ, cố lên. Cô ấy có phải là Đông Nhi không? Thì xử trước rồi nói, dù gì chúng ta cũng không thể chịu thiệt. Cậu lại ngứa ra rồi à? A a a a a. Tiểu sư đệ lần này cậu về còn đi nữa không? 2 ngày nữa là phải đi rồi. Vì thế, Vũ Hạo truyền đạt lại lời dặn dò của Huyền Lão với mọi người. Trừ Tam Thạch và Nam Nam, cậu còn chuẩn bị dẫn theo ai không? Tôi cũng đi. Cô, tôi không dám dẫn theo. Tại sao? Thực lực của tôi rất kém sao? Người ta cũng là hồn đế lục hoàn rồi, dẫn theo tôi đi. Tôi cũng đi. Lúc chấp hành nhiệm vụ, hai chúng tôi đều sẽ nghe cậu sắp xếp. Có hai người họ cùng đi, lỡ như trên đường gặp phải tà hồn sư, hai cô ấy cũng giúp được. Chỉ là, cũng phải bảo đảm an toàn cho hai người họ mới được. Dẫn theo họ đi. Hơn nữa ra ngoài lịch luyện, cũng có lợi cho sự trưởng thành của họ. Có điều phải nói trước. Lần hành động này liên quan đến tính mạng, phải nghe theo sắp xếp của Vũ Hạo. Nếu không thì Đường Môn không thể dung nạp các cô nữa. Đại sư huynh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho anh ấy. Điên cuồng gật đầu. Chúng tôi cũng đi. Tốt quá. Đại sư huynh, nhiều người cùng đi như vậy, phía anh. Phía tôi không vấn đề, càng huống hồ Lý huynh đi rồi, tôi cũng không cần phải LOP lớp lo sợ nữa. Vậy thì quyết định thế đi. Tam Thạch, Nam Nam, Tử Yên, Lý huynh, còn có Thu Thu và Cốt Y. Cùng đi với Hoắc Vũ Hạo đến tiền tuyến Tinh là đế quốc. Rõ. Anh em đạo hữu coi tới đây có thể bỏ ra vài giây ấn vào video ở cuối này sang kênh Truyện Chữ. Đăng ký ủng hộ mình để sớm được 1.000 người theo dõi giúp S có động lực làm chuyện cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đạo hữu rất nhiều.